Kệ đi, đổi cho khách đi. Một người ra đây về tối đi. Anh Nguyễn ơi. Chào chị Quyên Trinh này, chuyển hàng cho chị chưa em? Chị ơi, đơn hàng của chị đi rồi nha chị Quyên Trinh nhá. Đơn hàng của chị đi rồi đấy ạ. Tẹo này em sẽ chụp màn hình cho chị nhá. Thì em chụp mã bill cho chị. Hello, xin chào tất cả các tình yêu đang xem livestream của em ạ. Hôm nay cưa bom với giá 9k cho em các tình yêu của em nhá. Hôm nay đặc biệt ngày hôm nay luôn, chỉ với giá là 9.000 cho các chị thôi. Đấy, các chị nghe rõ cho em chưa? Gửi đồ cho mình chưa chị Nguyễn Thanh Hà? Chị Nguyễn Thanh Hà ơi, có ai gọi điện cho chị chưa? Có người gọi điện thì là hàng đi nhá, còn có người chưa gọi điện thì hàng sẽ chưa đi đâu nhá chị nhá. Phải có người gọi điện thì hàng mới đi được cho em. Hôm nay xả đồng loạt luôn cho các chị với giá 9k này, áp dụng cho những chị chia sẻ livestream cho em ạ. Cứ một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em, các tình yêu của em nhá. Một lần lên trang cá nhân là 5 lần cho các hội nhóm này. Ngày hôm nay các chị sẽ được mua hàng với giá là 9.000 luôn cho em các chị nhá. Mua hàng giá 9k cho em, áp dụng cho những khách chia sẻ livestream. Chị gái nào đang ở livestream thì các chị lên tiếng cho em ạ. Có chị nào muốn mua hàng giá 9.000 không nào? Có ai trong ngày hôm nay muốn mua hàng giá 9.000 cho em không ạ? Hôm nay em sẽ bóc đơn hàng ra cho các chị và bán cho các chị tất cả toàn bộ luôn giá 9k cho em nhá. Chào chị Hoàng Oanh, chị Hoàng Oanh có muốn mua hàng 9.000 không? Hôm nay xả bom lần nói em nói thật với các tình yêu luôn. Hôm nay là một cái buổi xả bom cực kỳ lớn của bên nhà em các chị nhá. Xả bom cực kỳ lớn của bên nhà em cho tất cả mọi người đang xem livestream của em này. Cứ một lần lên sang cá nhân là 5 lần cho các hội nhóm nhé chị nhá. Một lần lên sang cá nhân và 5 lần cho các hội nhóm cho em các tình yêu của em nhá. Hôm nay xả bom với giá là 9k. Đấy, đây những cái đơn hàng khách đặt cho sang mồm em xả hết, xả bằng sạch luôn cho em các chị nhá. Mua hàng không ý thức các tình yêu của em ạ. Mua hàng không ý thức cho em các tình yêu của em nhá. Hôm nay chị nào muốn mua hàng với giá 9.000, hôm nay chỉ cần comment cái câu mua hàng không ý thức kèm số điện thoại cho em các tình yêu của em nhá. Mua hàng không ý thức kèm số điện thoại cho em, các chị hôm nay sẽ được mua hàng với giá 9.000 luôn cho em. Đấy, mua hàng không ý thức cho em các chị nhá. Mua hàng không ý thức cho em các tình yêu của em, hoặc là các chị comment lại nghe cho em 9k kèm mã mà các chị yêu thích cho em, 9k kèm mã các chị yêu thích và kèm số điện thoại cho em được chưa các tình yêu của em. Đây. Đấy. Đây các chị yêu của em ấy, đơn hàng đầu tiên cho em. Đơn hàng đầu tiên này cho em đây, gọi điện ngay nhá, nói có sách, mách có trứng luôn cho em. Em xin thông báo các chị luôn, nói có sách, mách có trứng nhá. Đây là đơn bill của bên Viettel, phải có cái mã này thì hàng nó mới đi được. Không có cái mã này hàng không bao giờ đi được nha anh ơi. Anh ơi, ra check hộ em cái quạt thì đây cách sau nóng thế. Xả hết luôn, giá 9.000 cho các chị luôn. Đây. 0965 này. Rồi, đây. Các tình yêu của em nhá, bóc luôn đây, mấy tháng này là tháng cô hồn nên là gặp nhiều cô hồn quá các chị ạ. Tiền ship đi mất 25.000, ship về mất 25.000 cho em, cho chị mượn một cái máy 0965 ra đây. Gọi điện luôn cho khách hàng hỏi xem cái lý do tại sao khách hàng hoàn hàng về cho em các chị nhá. Xả đồng giá hôm nay với giá 9k, toàn những khách hàng mua hàng không ý thức cho em các chị ạ. Mua hàng không có một cái ý thức gì gọi là mua hàng cả cho em. Chị nào hôm nay chia sẻ livestream đủ lên cho em, một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em. Các chị nghe rõ cho em chưa? Một lần lên trang cá nhân, 5 lần cho các nhóm này sẽ được mua 9.000 cho em. Toàn bộ hàng hôm nay với giá 9.000 nhá. Ok chứ các tình yêu của em. Đấy, đây 975 gọi điện luôn. Gọi luôn. Gọi luôn. Sao không gọi được nhỉ? Không 165 này, 929 này, 975 này. Gọi điện này còn hả? Chặn rồi à? Ôi chặn cuộc gọi này, bãi thật đấy, mua hàng cho sang mồm xong bắt đầu chặn cuộc gọi. Mất dạy không các tình yêu của em, xả hết cho các chị với giá 9.000 đây. Một cái con người đầu tiên mua hàng không có một ý thức. Úi dồi ôi các tình yêu của em ơi, không có mà là bán mà bây giờ hoàn hàng về cho em đây các chị nhá. Xin thông báo các chị luôn, khách hàng này đầu tiên cho em chặn
chặn chặn cuộc gọi của bên nhà em rồi các chị ơi. Hoàn hàng về cho bên nhà em và chặn chặn cuộc gọi của bên nhà em rồi đây. Xả với giá 9.000 này. Đỗ Thị Hoa này các tình yêu của em ơi, Đỗ Thị Hoa này, số nhà 13 này, khu 3 này, thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Các chị làm ơn làm phúc các chị chia sẻ ngay vào cái tỉnh Hòa Bình này cho em. Các chị nhá, chị nào đang sống ở thành phố nào chia sẻ ngay và sống một cuộc sống ở thành phố đấy cho em các tình yêu của em. Rất chi là ức chế luôn một cách mua hàng không ý thức cho em. Đây, bộ con mèo này không có hàng mà để bán. Em thề với các chị luôn, bộ này còn duy nhất một bộ trong bên nhà em luôn. Còn một bộ duy nhất và một bộ cuối cùng của bên nhà em xả luôn các chị với giá 9.000 cho em. Em đang bán với giá là 9.000, chị nào muốn mua giá 9.000 chia sẻ đủ livestream lên cho em. Một lần lên trang cá nhân, 5 lần trang hội nhóm cứ đủ lên cho em. Một lần lên trang cá nhân và 5 lần trang hội nhóm cho em nhé. Bộ con mèo đen các chị comment lại nghe cho em. 9K cộng mèo đen và kèm theo số điện thoại cho em. Đây bộ mèo đen một bộ cuối cùng của bên nhà em. Không có bộ là không có bộ thứ hai các tình yêu của em, chỉ có một bộ duy nhất và bộ cuối cùng này bị bom hàng về thôi các chị nhá. Comment lại nghe cho em bộ mèo đen với giá 9.000 cho em. Cả một cái bộ này em bán giá 9.000. Liệu có chị nào không có tiền mua hàng thì bảo em ạ. Có chị nào không có tiền mua hàng thì bảo em nhé các tình yêu của em nhé. Đây bộ mèo đen giá 9.000 các chị comment lại nghe cho em. Mèo đen 9K và kèm theo số điện thoại cho em. Mèo đen giá 9K cho em. Đây đơn hàng đầu tiếp theo cho em. 0162 gọi điện tiếp. Các chị yêu của em gọi điện toàn bộ cho em luôn. Đây tháng cô hồn nên là đau đầu lắm các chị ơi. Chặn cuộc gọi của em gọi là dã man con ngan không chị. Em gọi không các chị bảo là nhà em nói sai. Alo, dạ em chào chị ạ, chị ơi chị có phải chị em thua lỗi đâu không ạ? Alo, chị có phải chị có nick tên Facebook là em thua lỗi đâu không chị ơi? Không, 162 ạ, 9042 482. Thế có phải là cô ở Phú Thọ không cô ơi? Cô không phải là Phú Thọ à? Vâng. Rồi, vâng, vâng. À, thế ạ, vâng, vâng, xin cháu cảm ơn cô ạ. Trời ơi, gọi điện thì lại là một cô nghe máy. Gọi điện thì là một cô nghe máy cho em các chị ạ. Đây. Đấy, các chị nhìn thấy không? Hổ đen giá 9.000 áp dụng cho những chị chia sẻ livestream không thể phát trực tiếp được. Đây các tình yêu của em. Đây hổ đen giá 9K cho em các tình yêu của em. Hổ đen giá 9K các tình yêu của em nhé, chia sẻ livestream lên cho em đủ một lần lên trang cá nhân, 5 lần trên hội nhóm cho em. Hổ đen này với giá 9.000 em bóc tiếp một đơn hàng tiếp theo cho em. Một đơn hàng tiếp theo lại 0166. Lại 0166 cho em đây. Gọi bằng được xem kiểu gì mới có một chị nghe máy cho em. Gọi bằng tất cả những người hôm nay xem là ai không nghe máy các tình yêu của em nhá. Tất cả những người hôm nay xem là ai không nghe máy cho em các tình yêu của em. Đấy. Không phát được cái thôi. Đây là phát Nguyễn Anh. 0966 này, 333 này, 768 Nguyễn Anh. 768 này, gọi luôn xem nào. Xem tại sao lại cứ toàn không nghe máy mà nhầm máy là như nào nhỉ? Annie Nguyễn à? Em gọi luôn các chị gọi em. Alo ạ. À, vâng chị ơi cho em hỏi rằng là chị có phải là chị Annie Nguyễn không ạ? Alo ạ. Vâng chị ơi hôm chị có đặt bên nhà em một cái sơ mi màu đen ý 99.000 ý. Em cho em hỏi xem tại sao chị lại không nhận hàng ạ? Có nghĩa là chị nhận được hàng rồi à? Ôi dồi ôi chị ơi, thì bây giờ chị cho tên thật một nơi. Chị lại cho nick Facebook của chị một cái thì nhân viên nhà em nó chẳng gửi hai đơn cho chị. Chết mất thôi. Bây giờ trên livestream đã chốt rồi thì các chị đừng có chốt trong tin nhắn nữa. Làm sao mà các chị cứ chốt trong tin nhắn có phải khổ nhà em không? Đây livestream chốt, livestream đã chốt rồi, gọi điện rồi, bây giờ lại nhắn tin chân tin nhắn cho bên nhà em nữa. Bên nhà em lại gửi hai đơn đấy, tự nhiên nhà em bán trả bán được cái đồng mù là tự nhiên bên nhà em bị hoàn hàng về, xả luôn cái sơ mi này với giá 9.000. Bắt đầu chốt đơn hàng các chị này. Sơ mi giá 9K áp dụng cho những chị chia sẻ livestream cho em. À, mình gửi họ nói không phải số của mình. À, nó mấy con bom hàng là như vậy. Trời ơi đây các chị ơi. Đây 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 sơ mi các tình yêu của em ơi, sơ mi giá 9K cho em áp dụng cho các chia sẻ livestream lên cho em. Đây các tình yêu sơ mi đen này. Chị nào hợp u sơ mi đen 60 cân đổ xuống mặc ok thoải mái luôn cho em.
sơ mi hàng này hàng cao cấp hơn 200.000 của bên nhà em. Hôm nay em xả luôn các chị luôn, chỉ với giá 9.000 này. Bắt đầu cho đơn hàng các tình yêu của em ơi, em bắt đầu cho đơn hàng này. Tình yêu nào chưa được cho đơn hàng cho nhanh lên cho em ạ. À, ai chưa được cho đơn hàng cho nhanh. Ok, chào chị Lê Lê Kim Xuyến chia sẻ livestream lên cho em chưa? Chị Khánh Thị chia sẻ livestream, chị Hương Nguyên chia sẻ livestream. Các chị chia sẻ mạnh lên cho em lên 400 view lên cho em lên nào. 400 người xem lên cho em lên nào. Các tình yêu của em bắt đầu em cho hàng. Lên đến 400 người xem bắt đầu em cho hàng sơ mi với giá 9.000 cho em. Chào chị Sim Nguyễn này, chào chị Xuân Đà, chào chị Hà Ngân, chào chị Xuân Đoàn. Các chị chia sẻ livestream mạnh lên cho em đi các tình yêu của em hôm nay. Hàng bom xả toàn bộ luôn các chị với giá 9.000, chỉ với giá 9.000 và giá 9.000. Sơ mi em hàng 220.000 hôm nay mang ra bán các chị với giá 9.000. Ok chưa các tình yêu của em? Đấy các chị nhá. Trời ơi điên này, sơ mi này. Sơ mi này em ơi, sơ mi này. Ok chị sơ mi đen. Phương Hoàng này, ok chị sơ mi đen này. Phương Hoàng 09 0916 này, 0916 406 1022. Ok chị Phương Hoàng cho em. Tiếp theo cho em các tình yêu của em xả lốt cho một đơn hàng giá 9.000. Ui dồi ôi cái đơn hàng này nhá. Đơn hàng này cho các chị thì thôi phải đẹp gọi là long lanh luôn các chị luôn. Cái hàng gọi là hàng Quảng Châu cao cấp luôn các tình yêu của em nhá. Đây, xả luôn, xả hết và xả sạch luôn cho em các tình yêu của em. Đây, chị nào hôm nay mà muốn được mua hàng với cái giá 9.000 hôm nay chỉ cần chia sẻ đủ lên cho em. Bên nhà em đều ghim các chị vào màn hình rồi các tình yêu. Đủ lên cho em chưa? Một lần lên sang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em các tình yêu của em. Một lần các chị nhớ giúp em được hàng bom giá 9k. Cứ một lần lên sang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm cho em các tình yêu của em ơi. Đấy đây các chị nhìn đúng không ạ? Ủa ôi cái hàng phông rộng của bên em. Một cái phông rộng bán 150.000 hôm nay mang ra bán các chị với giá 9.000. Phông rộng này các chị xin thông báo các chị luôn, không cần phải mặc quần. Mặc quần bên trong, mặc quần bên trong áo giấu quần cho em mặc cái này lên cho các chị xem. Hàng mác Quảng Châu, hàng mác chuẩn S của Quảng Châu cho em các tình yêu của em nhá. 70 cân các chị mặc được cái áo phông rộng này cho em. Đây, em nói có sai đâu cho các chị luôn đâu nhá. Quá đẹp luôn cho một cái phông rộng này, hơn 150.000 của bên em, hàng này hàng cao cấp của bên em nhá các chị nhá. Em mặc thử luôn cho các chị xem cái hàng đẹp như này mà chị đấy hoàn hàng về cho em đây. Em đã bảo rồi không cần phải mặc, không chỉ cần một mặc cái quần lên trong cho em thôi, mặc cái hàng phông dáng rộng này các chị nhìn đúng không ạ? Hàng chuẩn đét của lời y luôn các tình yêu của em nhá, hàng chuẩn đét của lời y luôn cho các chị luôn. Hôm nay mang ra bán chị luôn 9.000 luôn. Chuẩn đét của bên lời y luôn các tình yêu của em, hàng của bên lời y luôn chứ không phải hàng vớ vẩn gì đâu nhá các chị nhá. Hàng hãng luôn, hàng này chỉ có ai kết bạn Zalo với em mới bán thôi. Chứ còn không em không bao giờ em bán cái hàng này luôn mà chốt lại đi hoàn hàng về cho em đây. Đây các chị nhìn không? Hàng hãng luôn nhá. 9.000 cho em này. Ok chị gái đi em, nào cho em đi ạ. 9.000 chị gái nào em sẽ ghi luôn các tình yêu của em nhá. Chào chị Đoàn Hường cho em, hello xin chào tình yêu Đoàn Hường cho em. Trời ơi áo này phải gọi là cực đẹp luôn cho em. Ok các chị yêu của em chia sẻ livestream đủ 5 lần lên cho em chưa. 9.000 phông rộng 9.000 cho em. Chị gái nào chia sẻ livestream đây. Ok một chị gái rất chia xinh cho em, Hoa Thị Ngọc này. Ok chị Hoa Thị Nguyễn cho em 9.000 Hoa Thị Nguyễn này. Chia sẻ livestream lên chưa? Một lần lên sang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm nào. Các chị hãy chia sẻ mạnh lên nữa cho em đi, bắt đầu em bóc với một đơn hàng nữa, em gọi lốt cho một đơn hàng nữa cho em. Xong rồi em bỏ tạo, ui dồi ôi, quá dã man luôn. Hôm nay xả một buổi sale xả lớn nhất của bên nhà em luôn, các tình yêu của em 0974 này, 923 này, 284 này. Buổi sale lớn nhất của bên nhà em từ trước đến giờ luôn. Đấy, chia sẻ đủ lên cho em, một lần lên sang cá nhân, 5 lần cho các hội nhóm. Ấn kết bạn với nick Facebook của bên nhà em. Còn cái sạc nó sạc đến hỏng ấy. Đừng bẻ sạc, đừng bẻ cái này. Thôi lên cái gì nào. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chị ơi cho em hỏi là chị có phải là chị Quỳnh Dinh không ạ? À, chị đó. Vâng chị ơi, thế không chị đặt bên nhà em một bộ chim trắng, một bộ chim đen ý. Sao chị lại hoàn hàng về đi chị? Chị đặt cho bên nhà em một bộ đồ 3D ấy, 89.000 một bộ ấy, nhưng mà cho em hỏi tại sao chị lại hoàn hàng về ạ? Dạ. À rồi ok chị, có nghĩa là bên nhà em gửi trùng đơn cho chị ạ. À thế ạ, vâng em cảm ơn chị nhá. Thì từ lần sau chị lại ủng hộ bên nhà em tiếp nhá. Tại vì là bên Viettel họ không ghi là họ không ghi cái lý do hoàn hàng về là gì ý. Thế là bây giờ em phải gọi điện lại em xác nhận đây này. Khổ thân bên nhà em. Rồi, vâng. Thế em cảm ơn chị nhá. Vâng. Hạt trắng các tình yêu của em, hạt trắng 9.000 cho em. Đây nhá. Ok, tình yêu nào chưa chia sẻ livestream đủ lên cho em đi ạ. Các chị yêu của em nhá. Anh lấy cái link này chia sẻ cho em đi nào. Anh lấy cái link này để chặn người xem vào. Hỏng sạc à?
ngày hỏng sạch sạch mới sạch nào hỏng. Hạt trắng cho em này, hạt trắng nhé các tình yêu của em, bộ này bộ hạt trắng nhá, còn đọc một bộ duy nhất của bên nhà em, đây là bộ hạt không phải bộ chim cỏ gì đâu, đây là bộ hạt trắng cho em nhá các chị nhá, bộ hạt trắng 9K này. Ô thế trước khi về không sạc pin điện thoại à? Đứng sau về sạc pin điện thoại không mở nhá. Đây ạ, hạt trắng 9K cho em ạ. Rồi ok chị yêu nào, chia sẻ livestream đủ lên cho em một lần lên sang cá nhân và 5 lần các hội nhóm nhá. Phải đủ lên cho em một lần lên sang cá nhân, 5 lần trên hội nhóm cho em nào. Chị gái nào hôm nay mà không chia sẻ. Ok này, tình yêu đầu tiên cho em này. Ok chị hạt trắng này có giá là 9.000 cho em ạ. Hạt trắng này. Ok chị có link Facebook nè. Hãy quên này, hãy quên em này. Ok chị hãy quên em cho em ạ. Ok nhá, em sẽ lướt lên trên những cái tình yêu của em nhá. Hãy quên em cho em này. 0164 này, 412 này, 114 này. Ok chưa, em sẽ ghim chị đấy vào nhá. Ok tình yêu, hãy quên em cho em với giá 9.000 bộ hàng trắng cho em. Đấy, bây giờ xin phép mọi người là em sẽ chuyển sang đến bộ như em đang mặc ngày hôm nay nhá. Bán cho các chị với giá là 89.000 một bộ cho em. Xin phép mọi người, xin phép mọi người rằng là hôm nay em sẽ bán cho chị, em sẽ bán hàng trước và sau đó là bên nhà em sẽ xả lốt cho các chị nhá. Tầm độ cuối livestream tầm độ 30 phút nữa thì các chị quay vào livestream cho bên nhà em và săn bom bên nhà em nhá các chị nhá. 9.000 cho em các tình yêu của em nhá. Hôm nay bây giờ em sẽ quay sang bán hàng một chút ạ. Bộ như em đang mặc có hai màu cho em nhá. Bộ em đang mặc comment lại nghe cho em là chim trắng nhá các tình yêu của em nhá. Bộ em đang mặc các chị comment lại nghe giúp em là chim trắng và kèm theo số điện thoại này. 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Trời ơi 89.000 một bộ thôi, 89.000 một bộ nhá các chị nhá. Bộ màu đen luôn nhỉ. Chim trắng cho em, chị nào đặt bộ này comment lại chim trắng cho em. Chim trắng và kèm theo số điện thoại cho em nhé. Bộ màu đen đâu rồi? Cho Trâm sang muộn, nào sang muộn nhất nhất hội. Đây ạ, chim trắng cho em nhé. Chim trắng và chim đen cho em ạ. Chị nào đặt comment lại nghe cho em nhé. Với giá là 89.000 một bộ cho em. Chim trắng và chim đen cho em các chị nhỏ. Đây, nhanh tay lên cho em đặt comment này giúp em là bộ mẫu mặc này và bộ chim đen cho em các chị nhỏ. Chim đen 89.000 này. Chị nào lấy bộ của canh mặc là bộ hổ cho em thì comment lại cho em là bộ canh mặc 89.000 một bộ nhé các chị nhá. Các chị từ 40 cân đến 60 cân cho em các tình yêu của em, từ 40 cân đến 60 cân cho em, anh lấy cái máy đấy mà chụp cũng được. Đây các chị yêu của em nhá. Bộ mẫu mặc và 89.000 một bộ cho em ạ. Các chị đặt hàng comment lại giúp em ngay nhá, tại vì số lượng có hạn nên không có nhiều cho các chị được lựa chọn đâu ạ. Đấy, 40 cân đến 60 cân cho em mặc ok và thoải mái luôn cho em nhá. Bán ngày hôm nay bán nốt cho các chị yêu của em luôn. Đấy, các chị nếu mà bộ chim trắng em mặc, comment lại ngay giúp em bộ mẫu mặc và kèm theo số điện thoại cho em. Các chị đặt hàng phải có số điện thoại, chị nào đặt hàng không có số điện thoại bên nhà em không bán hàng nha các tình yêu của em nhá. 89.000 một bộ các chị nghe rõ cho em nhá. 89.000 một bộ cho em lên từ 40 cân đến 60 cân bao vừa cho các chị luôn nhá các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân cho em bao vừa cho các chị luôn. Chị nào đặt hàng ngày hôm nay sẽ được, nhớ dùm em là sẽ được mua hàng với giá 89.000 đấy, những chị mà đã chia sẻ livestream cho em rồi nhá. Ok chị lặng nhìn cuộc sống này, một bộ canh đang mặc này. Chị nào lấy chim đen thì comment lại ngay xem nhá. Bộ chim đen vào chim trắng luôn cho em. Đấy, em 53 cân các tình yêu cứ 60 cân mặc thoải mái luôn cho em. Nhà em co giãn, chất của nó là co giãn 4 chiều, chất thun lạnh co giãn 4 chiều đấy, các chị yên tâm đi. Các chị mặc có thể bao đẹp cho các chị luôn, là bao thoải mái cho các chị luôn nhá. Không phải lo, chị là 60 cân không phải lo cho em được chưa? Đấy, với giá sale cho các chị ngày hôm nay. Đấy. Với giá sale cho các chị ngày hôm nay 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Đặt hàng phải có mã và kèm theo số điện thoại cho em được chưa? Ok tình yêu này, nhanh lên cho em không nói hết hàng nhá. Nhanh lên cho em không lấy hết hàng này. Chị nào đặt bộ em mặc thì comment lại giúp em là bộ mẫu mặc ạ. Chị nào đặt bộ màu đen này comment lại giúp em là bộ chim đen nhá. 89.000 bộ cho em. Ok chị Khánh Ngô này. Ok Khánh Ngô một bộ chim đen cho em này. Nhanh lên cho em, số lượng có hạn đấy các tình yêu của em ạ. Chim đen chim trắng và canh mặc nhá. Chim đen chim trắng và canh mặc cho em ạ. Chim đen chim trắng này 89.000 một bộ nhá chị nhá. Ship đồng giá là 30.000 không mặc cả nhá các tình yêu của em nhá. Ship đồng giá. Ok chị Khánh Ngô có một bộ chim đen được. Chị nào đặt thì comment lại mã và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Đây 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 các chị nghe rõ cho em này. Bộ chim trắng em đang mặc này, anh ngồi dịch ra một tí được không? Bộ chim trắng em đang mặc này và em đang cầm trên tay là bộ chim màu đen nhá. Chim trắng và chim đen cho em 89.000 một bộ nha các chị nhá. Cứ nhớ giùm em từ 40 cân đến 60 cân, chị Khánh ơi, chị có đơn hàng rồi nhá. Đấy, chim trắng em đang mặc, chị nào lấy chim trắng thì comment lại cho em là bộ mẫu mặc này. Chị nào lấy bộ chim màu đen thì comment lại cho em là bộ chim đen. Ok chị Phan Vân này, ok Phan Vân một bộ chim đen này. Ok chị Phan Vân một bộ chim đen cho em ạ. Nhanh lên cho em, số lượng có hạn, rẻ và đẹp luôn các chị luôn, có 89.000 một bộ thôi, không đi đâu mua được hàng này 89.000 đâu nhá. Không đi đâu mua được hàng này. Ok chị
mình anh Vi này 89.000 này. Ok chị, mình anh Vi 89.000 cho em. Từ 40 cân đến 60 cân hàng free size, từ 40 cân đến 60 cân. Co giãn 4 chiều, chị nào 40 cân mặc được nhá. Em ở Bắc Linh nha chị nhá. Các chị đặt hàng comment lại cho em là chim trắng hoặc là chim đen hoặc là canh mặc lên cho em nhé. Phải có mã kèm theo số điện thoại thì bên nhà em mới bán hàng được ạ. Không có mã, không có số điện thoại thì bên nhà em không bán hàng được nhá. Các chị thông cảm cho em nhá. Đấy, chị nào đặt bộ em mặc là chim trắng thì rất chìa đẹp với các tình yêu của em. Đấy, các chị hiểu không? Bộ chim trắng cực kỳ đẹp, hình in 3D rất nổi nhá. Ok chị Hoàng Mai, một bộ chim màu đen này 89.000 thôi, rất rẻ luôn cho các chị. Ok chị Thanh Miền cho em này, một bộ chim đen này các tình yêu của em nhá. Chim trắng và chim đen cho em các tình yêu nhá. Cứ chim trắng và chim đen lên cho em, giá hôm nay cho các chị chỉ có 89.000 thôi. Em rất thích màu trắng, nói chung là em thì em thích màu trắng. Còn không biết là các chị thích cái màu gì nhá. Đấy đây ạ. Mua hai bộ thì cũng vẫn như thế thôi chị ơi, mua đến 10 bộ thì nhà em cũng nói thật với các chị giá này quá rẻ luôn rồi. 9 bộ cũng vẫn là 89.000 cho em nhá chị nhá. Ok chị Kim Chi Trương bổ sung số điện thoại nào. Kim Ki Trương bổ sung số điện thoại cho em ạ. 89.000 một bộ cho em lên nhá các tình yêu của em nhá. Ô anh ơi, cái chỗ màn hình ghim của em đây là bao nhiêu tiền này? 89. Rồi, không có miễn ship rồi, ôi bán hàng với giá này rồi. Các chị ơi, không mà cả tiền ship nhá các tình yêu. Ok chị Khai Trần một bộ chim trắng cho em từ 40 cân đến 60 cân nhá. Các chị nào không nhanh tay không còn hàng đâu các tình yêu. Đấy, mua đến hai bộ cũng như vậy rồi mà. Ok chị Trâm Nguyễn này một bộ chim trắng bổ sung số điện thoại nào. Các chị đặt hàng nhớ bổ sung số điện thoại cho em để nhân viên bên nhà em gọi điện cho các chị ngay nhá. Đặt hàng mà không bổ sung số điện thoại nhân viên bên nhà em không gọi được cho các chị đâu. Ok chị Kim Khánh Trường bộ chim đen cho em. Em 53 cân các tình yêu của em. Ok chị Trâm Nguyễn có chim trắng rồi ạ. Các chị nhá, nhớ dùng em nhá, 60 cân mặc ok luôn. Ai lấy bộ canh mặc comment lại là bộ canh mặc cho em. 60 cân mặc ok. Đây chị cứ nhìn bộ canh mặc lên làm sao. Ok chị Hải Anh này một bộ chim màu trắng này. Ok chị Hải Anh, các chị đặt hàng mà có số điện thoại, không có số điện thoại nhà em không lên đơn hàng các chị đâu nhá. Đấy. Chim trắng và chim đen cho em ạ. Chim trắng và chim đen có hai màu các chị lựa chọn. Của em có đăng ký ấy nhỉ? Đăng ký qua trên nhỉ? À có. Đẹp. Đẹp. Ok chị quá khứ này, một bộ chim trắng này. Đấy. Kiên Giang ship bao nhiêu? Ship chỉ 30.000, các chị mua 2 3 bộ, 5 bộ cũng ship là 30.000 các chị nhá. Các chị lên mua dồn đơn đi cho đỡ tiền ship các chị ạ. Mua tầm độ 2 3 bộ đi, đã mất công mua ngoài mà bộ cho em. 60 cân hai bộ trắng và đen. Ok chị Diệp, chị Bảo Diệp ra Bảo này. Chị Bảo Diệp ra Bảo cho em này. Ok tình yêu này. Đấy. Em cứ dùng máy em gọi Vina nhá. Ừ. Đây đây đây. Đây đây các chị ơi, đẹp dã man luôn. Ok chị Hương còn một bộ chim trắng này, chị nào nhanh tay em còn đổi mẫu nhá. Em ơi chốt hàng cho chị chưa? Chốt hàng chị rồi. Lê Hoàng Mai. Chị Lê Hoàng Mai hôm qua có một bộ thác của bên nhà em đúng không? Ok chị Lê Hoàng Mai ạ, có phải chị có mua nhỉ? Hai bộ chim trắng và hai bộ chim đen Trang Lệ Mẫn này. Hai chim trắng và hai chim đen Trang Lệ Mẫn này. Ok tình yêu này. Bao nhiêu tiền một bộ? 89.000 nhá. Ok chị Hiền Hấp. Hiền Hấp chim đen. Ok chị Hiền Hấp chim đen cho em. Anh ơi mang lên cho em đây. Hiền Hấp một bộ chim đen này. Ok tình yêu này. 89.000. Ship ở đâu cũng 30.000. Các chị cứ mua 5-6 bộ cũng ship 30.000 các chị nhá. Mua 5-6 bộ cũng ship 30.000 cho em. 89.000 một bộ cho em các tình yêu của em. Nhanh tay lên cho em, chim trắng và chim đen nhanh lên để em đổi mẫu các tình yêu của em nhá. Rẻ và đẹp luôn, cái bộ này có 89.000 quá rẻ luôn. Các chị mua 3 bộ, các chị mua 4 bộ, 3 4 bộ cho em nhá. Tính ra các chị chỉ có mất khoảng tầm độ 10.000 một đơn hàng thôi, có quá rẻ cho các chị luôn không? Ship đồng giá 30.000 các chị mua 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ em cũng tính cho các chị là 30.000 đấy. Chỉ thiệt những chị nào mua một bộ thôi nên là cố gắng mua hai bộ cho em. Ok chị Bé Thơ này, ok chị Bé Thơ một chim đen cho em này. Còn mẫu nào nữa không cho chị một bộ khác. Còn chị ơi, còn các chị cứ mua hai bộ mà mặc đi, tại vì chỉ có thiệt những chị nào mua một bộ thôi, nó tốn ship lắm nên là mua hai bộ đi cho đỡ tiền ship nhé các tình yêu của em. Đấy đây ạ. Đấy, các chị nghe rõ cho em này, nhanh lên cho em, cứ chim trắng và chim đen và hổ các tình yêu ơi, hổ của em rất đẹp luôn, hổ của em là một cái mã cực kỳ đẹp luôn đấy các chị nhá. Đấy, chị nào đặt chim trắng comment lại cho em nào, chị chốt hàng cho em chưa, chốt hàng cho Khánh Ngô rồi, Khánh Ngô lên đến một bộ như chị mặc này các chị nhá. Thôi đổ cho chị bộ Malakanh mặc thằng bộ chim trắng nha. Ok chị Lặng Nhìn Cuộc Sống ạ, chỉ đổi một lần thôi nhá. Đây ạ, Lặng Nhìn Cuộc Sống mà ai gọi điện cho chị đấy rồi thì đổi nhá, chị đổi sang thằng chim trắng đấy. Okay, Bé Thơ, chim đen có rồi các chị nhá. Đúng rồi, hôm qua bạn có số điện thoại của mình cho mình không? Có chị ơi, Trịnh Thơ này cho em hai bộ chim trắng này. Ok chị Trịnh Thơ hai bộ chim trắng cho em này. Chị Lê Hoàng Mai là có đơn rồi nhá. Bé Thơ có đơn rồi. Ok tình yêu, chim trắng và chim đen các tình yêu của em. Chị bộ chim trắng, chị Phương, chị Gia Hân ơi bổ sung số điện thoại cho em. Các chị đợi em một tẹo thì em sẽ bán xong em sẽ đổi mẫu cho các chị luôn. Các chị bổ sung số điện thoại và địa chỉ lên cho em đi. Nhân viên bên nhà em sẽ gọi điện cho các chị ngay rồi. Nhân viên bên nhà em sẽ gọi điện cho các chị nghe được nhá. Đấy đây các chị nghe rõ cho em này. Đấy chim trắng và chim đen cho em. Cứ chim trắng và chim đen lên giúp em và bộ canh mặc là một con hổ nhá để đổi mẫu nhá các tình yêu ấy nhá. Nhanh lên để đổi mẫu, nhanh tay lên để đổi mẫu cho em các tình yêu của em. Ok chị Trúc Nguyễn này một bộ chim đen này. Trúc Nguyễn một bộ chim đen cho em này.
Có màu khác không chị? Có nhờ màu khác, bây giờ đổi màu khác đi nhá. Ok chị yêu, đổi màu khác này các tình yêu của em. Đổi nhá, đổi mẫu. Đồng hồ, anh ơi, đồng hồ nào. Anh. Được. Đây. Đồng hồ, bắt đầu sang mẫu đồng hồ. Bán cho hai mươi chị thôi nhá. Mã này 102. Mã 102 cho em ạ. Mã 102 là mã đồng hồ các tình yêu của em. 102 là mã đồng hồ cho em. 89.000 một bộ thôi, mua 2 bộ trợ đơn tiền ship. 64 cân có mặc được không hả chị ơi? Chị ơi 64 cân chị chỉ mặc được áo thôi, không mặc được quần. Đấy, có nhìn thấy em không? Nhìn thấy em yêu của chị luôn. Mã 102 cho em. Ủa ôi 102 này, đồng hồ này các tình yêu của em ơi. Đồng hồ mã 102. Chị nào nhanh tay thì còn hàng, chậm tay thì sẽ lấy hàng cho em được chưa? 102 và kèm theo số điện thoại cho em, cứ 89.000 một bộ lên cho em nhá. Bộ đồng hồ hôm nay những chị nào mà hôm nọ chưa có bộ đồng hồ thì hôm nay mua được bộ đồng hồ đi. Bộ đồng hồ cực kỳ đẹp luôn cho em. 70 cân không vừa đâu chị ơi, từ 40 cân đến 60 cân thôi cho em. Đây, form dáng của nó như em hạnh đang mặc đây có 53, em 53 cân cho em nhé các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân cho em, chất co giãn 4 chiều. Những chị nào 60 cân các chị bao vừa bao mặc thoải mái luôn cho em. Các chị nhá, hàng Quảng Châu loại 1 luôn cho em. Các chị nhá. Ok chị Hải Anh cho em ạ. Cảm ơn chị Hải Anh cho em xin địa chỉ trên livestream nhá. Mã này là mã 102 các tình yêu của em, 102 và kèm theo số điện thoại là mã đồng hồ. Ok chị Khánh Ngô một bộ mã 102 nào. 102 Trang Lệ Mẫn 102 này. Ok Trang Lệ Mẫn 102 56 cân mặc bao vừa luôn, 60 cân còn vừa, chưa nói gì đến 56 cân. Không có sơ mi, chỉ có đồ bộ thôi. Đây 102 cho em, các chị comment này nghe. Cả bộ chị ơi, đó là cả một bộ Khánh Ngô 102 với một bộ chim trắng nha. Ok chị Khánh Ngô cho em 102 và kèm theo số điện thoại cho em bộ đồng hồ nhá. 89.000 một bộ cho em các chị nhá. Một bộ 89.000, anh cho gần một túi cho mang em cầm cho. Đây ạ, 102 nó là một bộ nhưng em chỉ dơ được áo thôi, em không dơ được quần nhá. Đấy. Thấy địa chỉ đây, 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 đây. Rồi nhá. Khánh Ngô có đơn rồi, Khánh Ngô có đơn rồi các chị ơi, chị nào có đơn rồi ghi là dồn cho em. Bộ đồng hồ này quá đẹp luôn các chị nhá. 189.000 một bộ, cứ 89.000 một bộ lên cho em, không mặc thử đâu chị ơi, nhà em không mặc thử ạ. Nhà em mặc được một cái bộ này đã là kinh khủng lắm rồi. Bộ đồng hồ này cực kỳ là không đẹp. Không thể nào mà mặc thử được nhiều đấy đâu các chị ạ. Nhà em có tận 70, 60, 70 mã, nhà em làm sao mà có thể mặc thử được lên tất cả các cái mã được ạ. Khánh Ngô có đơn 102 rồi. Khổ quá. 102 cho em ạ. 102 và kèm theo số điện thoại cho em. Phạm Linh một bộ 102 cho em này. 102 bộ đồng hồ cho em các chị nhá. 102 là bộ đồng hồ cho em. Xin lỗi mọi người là em không thể mặc hết lên được đâu ạ. Nhà em có nhiều mã lắm, em không thể mặc được, em chỉ dơ lên thôi nha các chị nhá. Nó là cả một bộ 89.000 một bộ cho em, 102 và kèm theo số điện thoại nhá. Thúy Trương một bộ 102. Ôi Thúy Trương ơi 102 quá đẹp luôn các chị nhá. 102 cho em và kèm theo số điện thoại này. Chất tun lạnh ngàn Quảng Châu co giãn 4 triệu luôn, không mua thì là sẽ là thiệt luôn. Có 89.000 một bộ, các chị mua 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ cho em. Tiền ship mới chỉ có 30.000 một. Các chị mua đến 5 bộ ship cũng chỉ có 30.000 thôi, nó là quá rẻ cho một đơn hàng này của các chị rồi. Đấy, nhà em đã hỗ trợ kinh khủng luôn coi các chị về cái tiền phí ship rồi nhá. Đấy các chị cứ yên tâm luôn cho em đi. Đấy 102 và kèm theo số điện thoại này. Trời ơi bộ đồng hồ này ngày trước chen nhau không có bộ đồng hồ này đâu đấy. Các em nói thật với các chị đấy. Hôm nay những chị nào mà để tối mà em like là không có hàng đâu. Chẳng qua chưa like thì là các chị còn xem nó còn đỡ một chút chứ còn Hải Anh ơi, em không thích thì em cũng phải đợi chị từ từ chứ có phải chị phục vụ mỗi mình em đâu. Mà em cứ bắt chị đổi mẫu đấy hả em. Đấy. Chị Đức Mận xài xòn ơi, bổ sung số điện thoại cho em ạ. Em không thích thì em phải đợi chị một tí chứ. Bây giờ còn hàng bao nhiêu người người ta xem like của chị chứ không phải một mình em đâu. Mà lại cứ bắt chị đổi mẫu liên tục với em. Bộ em đang mặc thì vẫn còn nhá. Bộ em đang mặc thì comment lại cho em là chim trắng và kèm theo số điện thoại này. Chị nào lấy mã đồng hồ lại comment này 102 và kèm theo số điện thoại cho em. 102 và kèm theo số điện thoại lên cho em nha các chị nhá. Đấy bộ đồng hồ đẹp dã man luôn các chị yêu của em. Bộ này không có mà bán đâu các chị nhá. Chia sẻ livestream lên giúp em đi ạ. Các tình yêu của em chia sẻ livestream lên cho em đi nào. Đấy 102 Tùng. Ok chị Tùng Hiền cho em này. Các chị đặt hàng phải có mã kèm số điện thoại cho em, không có mã không có số điện thoại bên nhà em không cho đơn hàng đâu. 102 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đấy 102 và kèm theo số điện thoại, chị nào có mã có số điện thoại cho đơn hàng. Chị nào không có mã không có số điện thoại nhà em không cho đơn hàng đâu nha các chị nhá. Đấy 102 cho em ạ. Đây chị nào nhanh lên cho em cái mã đồng hồ này quá đẹp luôn các chị rồi. Đấy đây ạ. 102 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy 102. Ok chị Vũ Minh Minh này. Ok chị Vũ Minh Minh một bộ chim trắng này. Ok tình yêu này. Đấy 102 và kèm theo số điện thoại cho em. 102 kèm số điện thoại cho em nhá. Ai lấy mã này comment này nhanh đi để em còn đổi mã nhá các chị nhá. Chị Xuân Kiều ơi gửi hàng cho chị rồi nhá chị Xuân Kiều nhá. Đây ạ. Bộ đồng hồ này trước còn không có hàng để bán đâu. Em nói thật với các chị luôn. Riêng cái mã đồng hồ này trước không có hàng bán nhá. 40 cân đến 60 cân. Trâm Nguyễn này 102 dồn đơn này. Ok chị Trâm Nguyễn 102 dồn đơn cho em này. Bao nhiêu tiền vậy chị ơi? 89.000. Đức Mận xài xòn này. Ok chị Đức Mận xài xòn cho em này bộ đồng hồ này. Ok chị Mạnh Thắng này một bộ chim trắng này.
Ok, chị Mạnh Thắng, một bộ chim trắng cho em ạ. À, có cả chim đen nhưng các tình yêu của em nhá. Đấy, 102 và kèm theo số điện thoại cho em. Ai lấy bộ canh thì comment lại cho em là canh nhá. Canh là bộ hổ cực kỳ là đẹp luôn mọi người nhá. Ok, chị Trịnh Thơ này, cho thêm một bộ chim trắng là ba bộ chim trắng này. Không có màu khác, chỉ có màu này thôi chị ơi. Chỉ có bộ đồng hồ chỉ có màu này thôi ạ. À. 60 cân đổ xuống thôi chị gái nhá. Bộ đồng hồ cho em 102 và kèm theo số điện thoại 89.000 một bộ cho em nhá. Bộ 102 các chị nhá. Các mẹ lại nghe cho em là 102 và kèm theo số điện thoại lên cho em. Bộ đồng hồ mã 102. Bắt đầu em đổi mẫu khác nhá. Nào những chị nào mà đang muốn em đổi mẫu thì comment lại cho em đổi mẫu em cái ạ. Đấy, còn không là em sẽ phải còn những chị mới vào nữa nhá. 40 cân đến 60 cân bao vừa cho các chị luôn. Chất thun co giãn 4 chiều luôn các tình yêu của em nhá. Chất co giãn 4 chiều các chị thoải mái lựa chọn luôn được chưa? 102 và kèm theo số điện thoại cho em. Ok chị Điệp Gia Bảo này. 102 60 cân một bộ. Ok chị Điệp Bảo Điệp Gia Bảo này. Ok chị Bảo Điệp Gia Bảo một bộ đồng hồ này tối nay không có nhanh lên không là hết hàng ấy. Tối nay là không còn hàng để bán cho chị đâu. Đấy 102 và kèm theo số điện thoại nha, em qua mẫu nha. Chị nào đặt 102 đặt nhanh lên không là tối nay cứ bắt em bộ đồng hồ là không có bộ đồng hồ đâu, cho bộ tháp bướm đi. Cứ 89.000 một bộ cho em. Mã 81 tháp bướm cực kỳ là đẹp nhá. Mẫu này cực kỳ là hot luôn mọi người, nó đẹp. Quần của nó cũng như vậy luôn nhé mọi người nhé. Áo như thế nào, quần nó như thế ạ? Anh ơi đăng ký như nào đấy? Rồi, bé gọi lên tổng đài 198. Cái gì đăng ký gì? Đăng ký gọi bên theo. KM69 gì? Không biết gì. Ghi đi KM69 gửi 109. Đây ạ. Cho em hai bộ đồng hồ. Ok Khánh Ngô, tình yêu của chị hai bộ đồng hồ này. Ok Khánh Ngô này hai bộ đồng hồ này. Mã bao nhiêu đây anh Quyển ơi? Anh đang cầm 81. Mã 81 cho em ạ. Mã 81 nhá các chị nhá. Mã 81. Một bộ nhá các chị nhá. Đấy. Bộ hình tháp này cực kỳ là đẹp luôn mà dã nó man luôn. Chị là nhẹ nhàng nhá. Đấy các chị nhớ không ạ? Mã 81 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 81 và kèm theo số điện thoại giúp em lên nhá. Mã 81 cho em này. Cái mã này các chị không lấy thì không biết lấy được cái mã nào đâu. Thích đồ bộ cho em thêm một bộ mã 102. Ok, Khánh Ngô có mã 102 rồi. 81 cho em ạ. 81 và kèm theo số điện thoại giúp em lên. Khánh Ngô thêm một 102 nữa này. 81 cho em nhá. 89.000 một bộ, cứ 89.000 một bộ lên cho em ạ. Rẻ và đẹp luôn các chị ngày hôm nay luôn. Có 89.000 một bộ. Đây đây các chị nhá. Mã 102 cho em. À đâu nhỉ? Mã 81 ạ. Trang Lệ Mẫn một bộ mã 81 này. Ok chị Trang Lệ Mẫn một bộ mã 81 này. 81 và kèm theo số điện thoại. Tháp. Đấy, tháp bướm này đẹp không? Đấy, tháp bướm nhá, từ 40 cân đến 60 cân mặc vẫn ok luôn cho em, mặc thoải mái luôn cho em được chứ các tình yêu của em. Đấy. 81 và kèm theo số điện thoại. Chị nào lấy mã 81 thì comment lại nhanh lên cho em. Dồn đơn nặng nhìn cuộc sống mã 81 này. 81 cho em các chị nhá. Đấy, theo kia đi. Cả một bộ luôn các tình yêu của em. Đấy, mã 81 cho em nhá. Tháp bướm mã 81. Chị nào đặt nhanh tay thì còn hàng, mà chậm tay không còn hàng mã 81 này đâu. 81 này. Ok chị Hoàng dự tiệc cưới cho em một bộ mã 81 này. 81 và kèm số điện thoại cho em nhá. Đẹp lắm các tình yêu của em. Đây em mặc cho các chị xem một bộ này cho các chị. Thúy Trương này 81 dồn đơn này. Ok chị Thúy Trương 81 dồn đơn. Chị ơi nó là một bộ cho em nhá chị nhá. Nó là một bộ cho em ạ. 81 này cực đẹp luôn. Đừng nên bỏ qua cái mã 81 này nhá. Mã 81, các chị nào thích cái mã hổ như canh mặc thì comment lại cho em là canh mặc cộng số điện thoại nhá. Còn mã tháp như em đang cầm đây là mã 81 ạ. Chị Kim Chi Trương, ok chị Kim Chi Trương, mã 81 này. Hình tháp bướm này cực kỳ là đẹp nhá các chị nhá. Kim em bán Chi cả Trương một bộ này nhá chị nhá. Quần nó Kim Chi Trương mã 81 này. Đấy các chị thấy không ạ? Em đang bảo 81 này đẹp rồi lại còn chia sẻ like lên giúp em đi nào. 81 và kèm theo số điện thoại cho em. 81 nhá các chị nhá. 81 từ nhà em form nó cũng chỉ từ tầm độ 60 cân đổ xuống thôi nhá. Chỉ có từ 80 cân đổ xuống thôi nhá các chị nhá. Đấy, 81 và kèm theo số điện thoại, nhà em sẽ nhặt mã cho các chị luôn. Nên là các chị ưng mẫu là các chị ăn chốt chứ nhà em không có đổi hàng trên livestream đâu ạ. Yêu cầu nhà em mua đổi hàng nhá. Ok chị Bảo Điệp này, thêm một bộ mã 81 60 cân này. Ok chị này 81 như em đang mặc nhá các chị nhá. Bạn ơi đổi cho mình bộ tối hôm qua cho mình lấy bộ 81 nhá. Chị đặt nó hôm qua bộ này đây. Khổ. Chị đặt là bộ này đây. Ok chị Ngọc Thanh một bộ 81 ạ. Chị hôm qua đặt là bộ 81 mà. Đây ạ. Mã 81 nhá các chị nhá. Em đang mặc là bộ mã 81 cực kỳ đẹp luôn cho mọi người luôn đấy. Các chị nhìn thấy không ạ? Dã man luôn cho các chị luôn nhá. Có 89. Ok chị Anh Vi này. Đây. Đây ạ. Không đổi đâu em ơi, em đổi nhiều quá rồi em ơi. Mình Anh Vi này, mình Anh Vi một mã 81 này. Khánh Ngô em đổi quá nhiều rồi đấy. Mới đầu là hổ, về sau lại là chim, xong bây giờ lại đổi sang cái bộ 81. Chị đã nói rằng là chị nói ngay từ đầu rằng là ưng mẫu nào thì chọn mẫu đấy rồi, không ưng thì ngồi xem chị like thôi.
Bây giờ em này cứ đổi đi đổi lại như thế, nhà chị có phải thời gian nhà chị các bạn ấy gọi điện em không thấy thương các bạn nhân viên bên nhà chị à? Đọc có đổi hàng cho em thôi mà các bạn ấy đã quay sóng như trong sóng từ nãy đến giờ rồi đấy, mã 81 và kèm theo rồi đấy ạ. Nhà em không có đổi hàng trên livestream các tình yêu của em nhá. Đấy, mã 81 và kèm theo số điện thoại cho em. Phan Vân một bộ mã 81 này. Trời ơi, lúc đấy thì đổi từ bộ hổ sang bộ chim, bây giờ lại không thích bộ chim lại đổi sang cái bộ này. Em mà đổi thêm một lần nữa là chị chặn ngay Facebook của em, không bao giờ chị bán hàng cho em nữa đâu đấy. Kể cả em muốn mua hàng đến mức độ nào chị cũng không bán nữa đâu. Đấy, 81 và kèm theo số điện thoại cho em. Đổi gì mà đổi lắm thế, cứ lên mẫu nào mới lại còn đòi đổi mẫu đấy luôn. Nhà mình đã lên đơn rồi nên là không thể đổi được mọi người nhé. Nhà em không đổi được đâu các chị ơi, máy tính nó đã lóc loạt lên đơn của các chị rồi, không đổi được cho các chị đó đâu nhá. Đổi một lần được thôi chứ không ai đổi được 2-3 lần đâu các chị ạ. Đấy, đây là mã này, là mã 81 cho em nhá. Chị nào đặt mã 81 comment này 81 và kèm theo số điện thoại cho em, 89.000 một bộ nha các chị nhá. Cứ 89.000 một bộ lên cho em, không có đổi hàng nha các tình yêu của em nhá. Ưng mẫu nào chọn mẫu đấy, không ưng thì ngồi xem em này. Không được đổi nha các chị nhá. Đấy. Tiếp theo cho em lên mã tiếp theo nhá. Em đang mặc là mã 81 cho em. Chị Ngọc Thanh thêm một bộ mã 81 này. Chị Ngọc Thanh ơi, sai số điện thoại ạ. Chị Ngọc Thanh này 0908 này. 461 này. Chị Ngọc Thanh để lại số 136 điện thoại nữa nhá. Chị Ngọc Thanh để lại số điện thoại cho em ạ. Có được xem trước nhá. Rồi đặt hàng cứ lên một cái mẫu nào mới rồi đòi đi đổi cái mẫu đấy thì làm sao bên nhà em phục vụ được ạ? À? Không có bộ dài chị nhá, bộ dài em chưa bán đâu. Các chị nghe rõ cho em này, chị nào đặt phải có mã kèm số điện thoại cho em thì bên nhà em sẽ thuận đơn cho các chị rất chi là dễ thôi, còn không có sự nhầm lẫn của các chị. Còn nếu như các chị đổi quá nhiều là em sẽ chặn ngay Facebook của các chị và không bao giờ em bán hàng cho những chị đổi nhiều như thế nhé các chị nhá. Mà không thấy hàng của mình hơn một tuần nay rồi. Ok đấy chị Thu Yên ơi, chị đặt lại cho em luôn được không ạ? Chị đặt lại trên livestream này luôn cho em đi ạ. Đấy, mã 81 này, chị nào đặt mã 81 comment này là mã 81 cho em nhá. 89.000 nữa. 89.000 một bộ. Đây em đang mặc là bộ mã 81. Các chị nhá, nhà em phải có mã thì mới bán hàng ạ. Hội Thanh này, ok chị Hội Thanh này. Chị gì nhỉ, chị gì sai số điện thoại ấy nhỉ? Bé ơi, có bé nào? Bé nào, chưa trả lại cho em một phát nhá. Đi nhá. Chị ơi, sai số điện thoại rồi ạ. Được, chị Hải Anh ơi. Chị Ngọc Thanh ơi, chị cho em xin số điện thoại lại đi. Số điện thoại của chị cho sai rồi. Nhân viên bên nhà em gọi điện cho chị toàn bảo không được thôi. Đấy, 81 cho em nhỉ. Bộ dài nhé là 119.000, chị Thanh Lê nhá. Phan Vân này. Cái gì cái số trước chị cho số lại. À chị Phan Vân. Chị Phan Vân cho số điện thoại thì muốn gọi thuê bao. Đây 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 09 này, ghi đi. 0909 này. 0909. 948 này. Thế hôm nay nhà em xả rồi chị ơi, 948 này. 969 này. Quần gò đằng sau là 250 nhá chị nhá. Quần đằng sau là 250.000 ạ. Chị Thanh đây, chị có lấy không ạ? Để em còn chuyển sang cho chị kia ạ. Có, đợi em phải lên mẫu cho các chị đã nhá. Đấy, mã này là mã 81 cho em. Chị nào đặt mã 81 comment lại giúp em là mã 81 và kèm theo số điện thoại cho em. Tháp này thì bao giờ là mã có cực kỳ đẹp em có rất chi là nhiều đấy, mẫu đây, nữa chị nhá. Mẫu cực kỳ là nhiều luôn nhưng mà nhà em sẽ phải lên mẫu dần dần nữa chị nhá. Đấy, ai mua mã 81 này comment lại giúp em là 81 kèm theo số điện thoại bên nhà em đổi mẫu nhá. Không có đổi hàng nhiều như thế đâu ạ. Em sẽ qua được siêu phẩm nữa chị nhá. Các bà không đặt nhanh là hết đấy, cái mẫu này này. Mã 80. 80 và kèm theo số điện thoại cho hình em. Hình khối này, cực kỳ là đẹp luôn. Quần của nó cũng y như thế này luôn các chị nhá. Hình khối này mặc lên cực kỳ là đẹp luôn. 80 nha các chị nhá. Chắc là bên nhà em bị sót đơn rồi chị Phương ạ. Hay nào hôm đấy gọi điện cho chị không nghe máy hay thế nào. Bên nhà em chắc là bị sót đơn rồi, hơn một tuần rồi chắc là sót đơn rồi chị ạ. Mã này là cho em nhé, bây giờ nhà em không xả đâu chị ơi, bây giờ nhà em hết sạch hàng rồi. Nhà em không còn hàng mà để bán nữa luôn, nếu không em chỉ bán cho tầm độ khoảng 20 chị thôi. Chị em chả bán cho ai nhiều cả. Mã này là mã 80 cho em, chị nào đặt mã 80 comment này, mã 80 và kèm theo số điện thoại cho em nhé. 89.000 một bộ nha các chị nhá. Hình khối cực kỳ là đẹp luôn các chị. Mã hình khối luôn này. Ôi hình khối trắng này các chị nhá. 80 và kèm theo số điện thoại này. 80 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đấy. Bộ em đang mặc đồng giá tất cả là 89.000 nhá. Chị Ngọc Thanh này, ai rảnh chưa gọi cho chị Ngọc Thanh thì chị Ngọc Thanh cho lại số điện thoại này. 80 cho em ạ. 80 nhá. Mã 80 và kèm theo số điện thoại lên giúp em ạ. Bên nhà em sẽ quy định là không đồng kiểm hàng trước khi nhận hàng cho em.
chỉ có trường hợp đặc biệt cho bên nhà em thì bên nhà em sẽ cho kiểm hàng. Còn nếu như các chị bên nhà em có tất cả vấn đề gì, bên nhà em sẽ chịu trách nhiệm cho các chị luôn. Còn bên nhà em sẽ nói thẳng luôn ra một điều rằng là như này này, chị nào muốn xem hàng trước phải gọi điện trước cho bên nhà em thì mới được xem hàng trước. Còn chị nào không gọi điện trước cho bên nhà em không xem được xem hàng trước các chị nhá. Đấy, các chị nghe rõ cho em chưa? Muốn được xem hàng trước liên lạc lại bên nhà em để bên nhà em sẽ cho xem hàng trước. Còn lại bên nhà em không đồng kiểm hàng, không cho bất kỳ một khách nào xem hàng trước cho em. Đấy, mã 80 cho em ạ. 80 và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Ai xả đi em ơi. Đặt hàng cứ toàn những là vớ vẩn ở đâu đâu ấy. Em ơi tên là gì đấy em? Trâm ơi. Hủy hàng hay làm sao đấy? Mẹ đấy cả người. Thế nào, bị làm sao? Sao gửi lại hàng ở trên nào? Mai đây chị xem nào. Đơn hàng nào đây, mai đây chị xem nào. Đây là mã 80 nhá. Ok chị mạnh thắng này, một bộ mã 81 này. Bộ ai đấy? Võ Thị Thu. À, gì cái bà ông nội. Đây là cái gì? Có mất tiền ship không? Có mất tiền ship. Ship bao nhiêu? Em ơi, anh ơi. Anh ơi. Anh mang số điện thoại anh gọi lại ngay cho khách hàng này hộ em. 55.000 không nhận hàng cho em. Hoàn lại về luôn. 80 dồn đơn. Vớ vẩn. Không thu hộ đi mất tận 50.000, 55.000 tiền phí ship. Gọi điện ngay cho khách hàng đấy cho em. Vớ vào vớ vẩn. Ship hàng lại còn đi thu hộ tiền hàng à? À đi thu hộ cái tiền gì mà tận 55.000. Không nhận hàng. Hoàn ngay cái đơn đấy về. Mã 80 cho em. À, 80 có màu đen không? 80 này không có. 80 này hả? 80 này em hết màu đen rồi chị ơi. 80 này em hết màu đen rồi. Không có đen chị ạ. Đây là màu trắng. À màu ấy ạ. Đây là mã 80 nha các chị nhá. Em đổi mẫu nhá. Chị đổi lại mà tại sao chị lại thu tận 55.000 tiền ship vào thế nào? Bên nhà em không nhận hàng. Bán hàng không cả lãi được 30.000 thì đổi lại tận 55.000. Ship làm sao mà nhận được, bán hàng không cả lãi được 1-2.000 đi ship lại tận 55.000 đổi hàng cái gì mà đổi hàng. Đọc cái hàng bé như con mắt mũi đi, 55.000 tiền ship vào giờ. Người ta gửi đến tận 20-30 bộ không cả mất 55.000. 55.000. Lãi được có 10.000 một bộ quần áo, chị đi thanh toán tận 55.000 tiền ship vào giờ. Đổi mới trả đổi. Chẳng nhẽ bây giờ từ bây giờ chả đi không có đổi sai gì nữa. Bực cả mình lên nữa. Điên người. Không cả đến 25-30.000 ý. Có mười mấy nghìn ý, không có tiền thu hộ mười mấy nghìn ý. Tìm ngay đơn hàng chị đấy, hoàn ngay về nhanh. Điên cả người nữa. Cái kiểu đổi hàng cái kiểu gì mà đi ship tận 55.000 không có tiền thu hộ mà còn đi đổi hàng, đổi mới chat cái gì nữa. Điên hết cả người đi nữa. Chẳng có nhẽ bây giờ em lại không cho ai đổi hàng nữa. Đổi hàng cái kiểu gì nữa không biết nữa. Ship đồng giá là 30.000 nha chị nhá. Ủa em nóng, em điên hết cả người các chị ạ. Mã này là mã 04 cho em ạ. Em liên lạc lại chưa khách hàng ở thế nào? Ly ơi. Ly mấy trăm ra đây, dơ mã lên các chị đây là chị giải quyết đơn hàng này. Dơ mã lên. Đâu mã lên sao? Gọi điện chưa? Gọi điện rồi, chị đấy chuyển nhanh mà nên cứ phải bảo thế. Bà đấy bảo là nhà mình chuẩn nhận ship nhưng mà bà đấy ghi đấy là chuyển nhanh thì nên là thì mới là như thế. Các chị ơi, đây là hai mã hình khối nha em ạ. À, mã màu vàng này
Có mã là 04, còn mã màu trắng là 80 ạ. Màu vàng này là 87 nhá, em cho lại mã màu vàng này là 87. Còn màu trắng này là 80 ạ. Bây giờ là như chị này, chị đâu đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bây giờ chị đi ship tận 55 nghìn này thì bên nhà em nào nào? Chị Phương Nguyễn ơi, nhà em hôm nay không lên bộ dài đâu ạ. Bây giờ nhà em chỉ lên cái bộ tộc này thôi, bộ đùi này thôi ạ. Em bảo này, bây giờ em nói này, chị nghe rõ nhá. Đây chị ơi, đây là mẫu chó nhà em ạ. Mẫu con chó này là có mã là 100 nhá. Không phải lãi được 10.000 20.000. Bây giờ chị đi ship về. Mẫu con chó đấy nhà em là vài mẫu ạ. Thì nó hàng của em đã gửi cho chị rồi. Bây giờ chị muốn thế nào đấy em biết đấy. Đây mẫu tiếp theo nhà em là mẫu mã số 97 ạ. Các chị đặt hàng thì đặt comment là 97 cộng với số điện thoại để nhà em đặt cho đơn ạ. Mã 97 bình hoa màu da nhá. Đây. Cái mẫu cô gái Nhật màu trắng này là 101 ạ. Nhanh liệt nhá. Thấy chưa? Không tính là sao tặng em không bán hàng được đâu. Nhá. Chị ơi, nhà em là 89 nghìn một bộ ạ. Mã 80, Phương Nguyễn 80, ok chị Phương Nguyễn ạ. 80 là hình khối màu trắng. Ok chị Trâm Nguyễn ạ. À, một bộ 80 rồi. À, cái bộ tiếp theo là cái bộ 88 ạ. Bộ 88 là ven sạc kẻ sọc trắng đen ạ. Chị nào đặt hàng thì để lại cho em mã cộng với số điện thoại nhá. Mày xả luôn hai cái mẫu này cho chị 80.000 một bộ. Có người hỏi cái này không có đấy. Các chị ơi, đây là hai mã khách hoàn về nhà em xả luôn trên livestream nhá. Bên Viettel người ta vừa mang về luôn nhưng mà bên nhà em lại cũng xả luôn đấy ạ. Đây là có hai màu Adidas, có hai màu trắng và đỏ ạ. Màu chó có quần không? Có quần đi nhá. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh anh ơi. Chó nhà em có quần bộ nào nhà em cũng có quần ạ. Quần áo như nào thì quần như thế luôn ạ. Đây ạ, mẫu chó nhà em đây ạ. Quần của chó thì nó giống y hạt áo luôn. Quần áo nó in như thế nào thì quần đây nó in à. Giống hạt như thế ạ. Quần chó đấy ạ. 45 cân 45 cân quá đẹp luôn chị ạ. Các chị ơi, đây là hai mã nhà em xả hàng đây ạ. Adidas màu đỏ và màu trắng đấy ạ. Chị nào vừa hỏi bộ dài thì đây là bộ Adidas dài áo cộc nhưng mà quần dài bên nhà em nhá. Quần của nó đấy ạ. Tại vì người ta đóng hàng hoàn lại người ta không ship 30.000 đồng giá. Trần Mai ơi, ship nhà em 30.000 đồng giá, ngoại tỉnh là 30.000 ạ. Mã 80, vâng ạ, mã 80 là hình khối màu trắng ạ, em biết rồi ạ. Minh Bảo, màu chó có màu khác không? Không ạ. Mẫu chó không có hình khác ạ, mẫu chó đây nhà em chỉ có một màu đấy thôi ạ. 5-6 cân vừa. Trần Mai, 5-6 cân vừa ạ. Nhà em free size 14. Ok, chị Hải Anh, chó rồi nơn ạ. Hải Anh, chó. Hai bộ xả này nhà em bán với giá là 80k nhé. Ngày xưa là nhà em bán với giá 99k đấy. Các chị đặt hàng nhanh tay lên không hết đấy ạ. Bộ Lê Hoàng Mai, bộ Adidas 53 cân vừa chị nhá. Vâng ạ, Trần Mai 80k bộ Adidas ạ. Bộ Adidas 80k các chị đặt nhanh lên không hết ạ. Được hai bộ. Bên em có hai bộ. Nhà em chỉ còn duy nhất hai bộ này thôi ạ. Các chị con mừng nhanh lên ạ. Bộ áo xanh quần jean là bao nhiêu cả set nhà em là 350.000 chị nhá. Ok chị Trần Mai. Ok chị Trần Mai cả hai bộ luôn ạ. Bên em tìm ra sót một bộ đen. Bộ đen mày biết bao nhiêu tiền không mày bán? Trừ lương của mày nhá. Adidas mà. Adidas mày biết là hai bộ kia mày xả với giá đấy. Trừ lương nhá. Ok chị Trần Mai ạ, hai bộ. Mã 100 là mã chó đúng không? Vâng ạ. Minh Hà Vi,
100 là con chó đấy ạ. À. Chị đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em nhá. Lên đồ dài đi. Chị ơi, hôm nay nhà em không lên đồ dài đâu. Đấy là nhà em chỉ xả hai bộ đấy thôi ạ. À. Bây giờ em giơ lại mã cho chị nhá. Hai bé thì mình giơ lại cho các chị, bảo các chị xem chị nào đặt một bộ lấy thêm bộ nữa cho đỡ tiền ship. Các chị ơi, bây giờ em giơ lại mã nhá. Tiếp tiếp mấy cái mã đây rồi, đừng giơ. Tiếp rồi. Ừ, giơ tiếp thôi. À, các chị ơi, đây là cái bộ cô gái Nhật thì màu da mã 64 ạ. Bộ canh mặc 89k chị bộ... Trần Mai nhá. Mà chị ra mã cho. Cái này là của chị. Rồi ok em nhá. Ừ. Em lên lót mã nhá các chị nhá. Hai bộ Trần Mai này của chị. Trần em lên lót mã. Ừ, Trần Mai. Ship mấy hôm thì lấy được ạ? À? Chị ơi, ship thì tổng ship thì tầm độ tùy vào đơn nào các chị thôi. Ví dụ như các chị ở gần ý, Hà Nội thì tầm độ khoảng là mai là các chị nhận được rồi. Nhưng mà còn nếu mà chị ở xa thì phải mất tầm độ khoảng là 2-3 ngày. Tại vì là 2-3 ngày các chị tính ra là 2-3 ngày này thì là còn phải công vận chuyển, công đóng, gói các kiểu. Nói chung là cứ tầm độ 2-3 ngày cho em. Còn chị nào thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là từ miền Bắc vào miền Nam thì nó phải rơi vào khoảng tầm 5-7 ngày nhé chị nhá. Từ miền Bắc vào rơi miền Nam 5-7 ngày cho em nhá. Ok, mình anh Vi này cho em quà thân. Em có ở Hà Nội đâu chị ơi, em làm gì có ở Hà Nội à? Em ở Bắc Linh mà, em có ở Hà Nội đâu chị. Nói chung là chị nào ở Hà Nội thì mang nói chung Bắc Linh ra Hà Nội nó sẽ nhanh hơn nhá. Các cái mã để ghế này lên rồi đúng không? Mã 64 cho em này. Mã 64 cô gái nha các chị nhá. Mã 64 cô gái cho em ạ. À. Cô gái Nhật mã 64, chị nào mà có một bộ rồi các chị nên lấy thêm một bộ nữa để mặc đi ạ. Tại vì cho đỡ tiền phí ship nhá. Mã 64 cô gái Nhật, các chị comment lại cho em là mã 64 và kèm theo số điện thoại ạ. À. Mã tiếp theo cho em này, mã 83 cho em ạ. À. Hổ trắng nha các chị nhá. 83 hổ trắng cho em ạ. À. Đấy. 83 hổ trắng các chị nhá. Mã 83 hổ trắng cho em ạ. À. Cái gì đây? Đơn đấy có đi chưa? 83 hổ trắng này. Đơn này đi chưa? Chiều bạn ấy gửi cho. Mã 84 này. Mã 84 cô gái thổi sáo này các chị nhá. 84 cô gái thổi sáo cho em ạ. À. Chị nào đặt mã này comment này cho em là mã 84 và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Đấy. Tiếp theo cho em này. Mã này là mã 46 ạ. À. Mã 46 và kèm theo số điện thoại ạ. À. Mã 46 và kèm theo số điện thoại giúp em nhá. Màu hoa trắng mã 46 này còn có 1-2 bộ thôi. Mỗi mẫu nhà em chỉ còn có 1-2 bộ thôi nhá. Mã 30 cho em ạ. À. Chị nào đặt mã 30 thì comment lại cho em là mã 30 và kèm theo số điện thoại nhá. Mã 30 và kèm theo số điện thoại cho em. 89.000 một bộ cho em ạ. Uầy, cô gái này. Mã 107 này. Cô gái mã 107 cho em ạ. Cô gái trắng mã 107 nhá chị nhá. 107 và kèm theo số điện thoại. Cô gái màu trắng ạ. 89.000 một bộ cho em nhá chị nhá. Mã 61 ạ. Mã 61 cho em. Mã 61 cô gái đi xe đạp màu trắng. Đấy là mã 61 ạ. Mã 60 cho em ạ. Ok chị Trần Mai ạ. Mã 60 cho em này. Mã 60 là con chó màu tím này nhá các chị nhá. Mã 60 cho em ạ. Mã này là mã 59 cho em ạ. Ok chị Minh Anh Vi này, mã 46 này. Đấy là đồ bộ mà chị Ngọc Thanh ơi, nó là một bộ nhưng mà em chỉ giơ được áo không giơ được quần ạ. Chị ơi em chốt đầu là chim trắng chị. Ok Hải Anh này, mã này là mã 59 cho em ạ. Chim da chỉ còn có 2 bộ nha các chị nhá. Mã 59 này chỉ còn có 2 bộ thôi ạ. 59 cho em ạ. Tiếp theo cho em là mã 58 này. Mã 58 ve sạc cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Mã ve sạc, mã 58 cho em. Chị nào đặt hàng nhớ comment lại mã kèm số điện thoại cho em nhé các chị nhá. Mã 54 này còn có một bộ này. Mã 54 còn một bộ cho em ạ. Mã 54 còn một bộ nha các chị nhá. Con ngựa màu da mã 54 ạ. Mã 52 cô gái anh này. 52 cô gái anh cho em nhé các chị nhá. Cô gái anh mã 52. Mã 45 cho em ạ.
Mã 45 nhá, mã 45 hoa Gucci này. Mã 45 là hoa Gucci giúp em nhé các chị nhờ, hoa Gucci mã 45 này. Ok chị Ngọc Thanh mã 88 ạ. Mã 44 cho em này, chỉ còn 2 bộ này. 44 3 bộ 44 cô gái đội mũ một em, hàng hiếm nữa các chị nhờ. 44 mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã này là mã 43 cho em các chị nhờ, 43 con chim màu đen. Chim mới nhá, chim này là chim hình mới cho em, mã 43 mà kèm theo số điện thoại giúp em. Đấy. Mã 39 cho em ạ. 39 hộ em này. Đấy, mã này là mã 39 này. Ok chị Phương Nguyễn này. Mã 107 này, chị Phương Nguyễn như lần trước đặt hàng với nhà em đúng không? Rồi ok chị, hôm nay chị đặt hàng thì bên nhà em sẽ tính cho chị là cái hôm đấy chắc là bên nhà em bị sót đơn của chị. Mã 39 cho em ạ. 39 cho em nhá. Ưu tiên mình chị đấy. Chị Phương Nguyễn nhớ nhá, bên nhân viên bên nhà em khi gọi điện nhá. Chị Phương Nguyễn đây. Nhưng mà nhân viên em đừng quên đấy. Nhân viên bên nhà em gọi điện chị phải nhớ nhắc nhá. Ok chị Phạm Linh ạ, mã 44 ạ. 32 cho em ạ. 32 cô gái Gucci ạ. 32 cô gái Gucci cho em này. Mã 32 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đấy, các chị đặt hàng nhớ phải nhớ mã cho em nhé các chị nhá. Mã 23 bình hoa này, màu da này. Mã 23 bình hoa da cho em ạ, 89.000 một bộ nhá. Bình hoa da mã 80 a à, mã 23 cho em này. 23 bình hoa màu da. 21 là dây xích cho em ạ. Dây xích mã 21 và kèm theo số điện thoại các chị nhá. Dây xích mã 21 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, cuối cùng cho em là mã 19 này. Ôi chim da lại còn có một bộ này, Thúy Trương mã 52 này. Ô Thúy Trương như mua hàng bên nhà chị rồi đúng không? 52 này còn một bộ cho em nhá. Một bộ cuối cùng mã 52 này, chị nào lấy thì comment lại nhanh nhá. Ok chị bé thơ này, 83 rồi này. Mã này là mã 04 cho em còn 2 bộ này. 04 nhá chị nhá, 04 này còn 2 bộ này. Đấy, 04 cho em ạ. À. Ai lấy mã 04 comment này là 04 cho em ạ. À. Đấy. Mã này là mã 03 cho em cô gái Elisa nhá các tình yêu của em. Cô gái Elisa mã 03 cho em. Đấy, ok, ok chị Trương. Cuối cùng cho em là DNG mã 02 còn độc 2 bộ nhá chị nhá. DNG còn 2 bộ cho em. Ồ, hổ trắng cho em mã hổ trắng đâu. Anh ơi. Cho mã hổ trắng thì không còn chưa có mã hổ trắng. Bộ này cực kìa đẹp luôn các chị luôn. Đấy thế ạ. Màu trắng mã 83. Màu trắng lên mã rồi ạ. Màu trắng đã lên đâu? Hổ trắng mã 83 rồi có mã này. Ok chị Phương Nguyễn mã 21 ạ. Ồ đúng rồi, hổ trắng mã 83. Rồi ok nhá, tất cả các chị nghe rõ cho em ạ. Bên nhà em sẽ là cho đơn cho các chị ngay trên livestream ạ. Các chị các bạn thì gọi điện thì vui lòng là các chị cho địa chỉ luôn đi, còn việc dồn đơn là bên nhà em sẽ dồn đơn cho các chị nhá. Ok chưa các chị yêu của em. Bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá. Em tắt like đi, em like lại đi. Hết lượt tương tác rồi tắt like lại. Ô, ô anh ơi, thiếu à? Sót à? Đấy là like rồi. Mã kẻ sọc lại like không? Đấy, chậm được vừa like. Hết rồi chị ơi, hết mã rồi nhá. Còn đấy mã vẫn còn chưa chọn được à chị Trúc Nguyễn ơi. Vẫn 77 người xem. Ừ, toàn thế. Hôm qua thế, 90 người xem không ngồi im. Hôm nọ 10 người xem mà người chốt. Nhiều mã lắm, mấy chục mã này rồi, ít nói gì đâu. Bye bye mọi người nha. Trúc Nguyễn giờ mới đặt 107 là mã nào? Chắc thì là xem còn nào. Hôm nay có một chị lấy 107 rồi. Xỉ bao nhiêu? Xỉ inbox cho em nhé chị nhá. Các chị chim lâu á, đây đây, alo hả? Alo, có phải số
shop quần áo Hạnh Nguyễn không vậy chị? Rồi ok chị ạ, vâng em đây ạ. Sao giao hàng cho em không có đủ vậy chị? Đủ gì chị ơi? À, em Nhất Giang em mua 2 bộ đồ á, mà sao tự nhiên giờ giao có 1 bộ vậy? Ô thế là thiếu mất 1 bộ à? Đúng rồi, thấy một bộ đồ số 10 chim đen đó. À thế bây giờ thiếu một bộ nào nữa chị? Thiếu một bộ chim đen số 10 nữa, mà bây giờ shipper nó giao cho chị xong nó đi rồi, mà bây giờ chị khui hàng là thiếu một bộ mà nhận tiền đủ của chị rồi, giờ làm sao? Rồi bây giờ em sẽ gửi luôn cho chị nhá chị nhá. Nhưng mà rồi, đúng rồi, một bộ tính tiền mấy bộ đấy? Chị ơi một bộ đấy là bao nhiêu tiền nhỉ? Chị thanh toán cho bên Viettel là bao nhiêu tiền ạ? 180. Đúng rồi, cái gì phải rồi, thiếu của chị đến một bộ rồi. À, thiếu một bộ rồi. Thiếu một bộ chim đen là chị? Đúng rồi, số 10 chim đen bữa mà chim đen chim đó. À, vâng, ok chị ơi cho em xin địa chỉ ạ. Bùi Thị Nhất Giang. Anh lấy đơn ghi hộ em cái. À, chị ơi đọc lại cho em ạ. Nhất Giang. Cái gì ạ? Hay chị nhắn tin nào em nha, chị nhắn tin nào em cái ạ. Nhắn cho số này đúng không? Vâng, nhắn tin vào cái số này cho em nha, em gửi luôn cho chị trong chiều hôm nay nhá. Rồi, gửi tắt giùm em nha, tại vì em kiểm hàng nên ở đây kêu là rồi, chị yên tâm đi ạ, em sẽ gửi luôn trong ngày hôm nay nhá. Rồi, bye bye, chị nhắn tin lại cho em nhá. Rồi. Ba bọn kêu đứa nào hay đóng hàng nhất? Bà chị đấy chụp lại xem là đứa nào, tên là đứa nào. Cậu quyền đấy. Đứa nào mấy đứa này đóng hàng không bao giờ để lại xem lại tiền nong nó như thế nào cả từ hôm nọ đến giờ rồi. Ok bye bye mọi người nha. Ok chị bé thơ ạ, cho chị thêm một bạn nhớ ở like nhiều em. Cái này thế nào, chị bảo cái gì cơ? Nhất ở like nhiều em. Nhật ở like nhiều bao nhiêu? Nhật ở like chị Nhật à, chị mất rồi, chị Nhật gì ở trên like á? Chị inbox cho em nhá. Bye bye mọi người nhá. Ok chị Minh Bảo bổ sung số điện thoại cho em nào. Chị lấy số lượng là bao nhiêu? Chị lấy nhiều hay lấy Trúc ít? Nguyễn này, Dồn này, Bé Thơ. Em 2 bộ B3 với chim đen nhé. Ok Bé Thơ này. Lê Hoàng Mai thêm một bộ 32 này. Ok bye bye mọi người nhá.